đây rất là sợ hãi về chuyện này. Có rất là nhiều lần tôi đã đi qua ở đây. Thì có lẽ là tôi là cái người là bị tấn công. Chỗ này đó là nằm ở bên Northport, ở uh, Fort Myers, nằm bên Florida, nằm về hướng Bắc. Tôi đi tới đây vào buổi sáng ngày hôm nay nhìn thấy rất là sợ hãi có nhiều người sống ở ngay cái cộng đồng chỗ này ở ngay con đường slater road người ta đi tới lui dẫn chó rất là nhiều những người ở đây được báo cho biết là họ à, biết được là có một người cũng đi giống như họ như vậy đi bộ vào buổi sáng chuyên môn dẫn chó đi bộ đã bị tấn công làm cho tất cả mọi người đều rất là lo. Đây là cái video mà của cảnh sát địa phương ở đây đã bắt được con cá sấu. Wow! Wow! Con cá sấu 7 feet 3 in nó nằm ngay cái hồ men mấy ngay chỗ khu nhà của người ta chuyên môn đi bộ đó. Rồi đi bộ, bây giờ con cá sấu tự dưới nhảy lên, nó, nó quất luôn. Đây là họ bắt con cá sấu này, này rồi. Khi chúng tôi mà nói với họ, nhìn thấy cá sấu. Những cái người mà cảnh sát ở đây đó khi chúng tôi kêu họ là có cá sấu ở đây thì họ không có làm gì cho nó đợi cho tới lúc mà con cá sấu nó bự dần dần như vậy thì họ mới bắt. Theo họ nói là khi mà cá sấu nhỏ thì không có làm cho lo ngại cho lắm khi cá sấu lớn thì mới làm cho lo ngại cho nên lúc đó thì mới bắt. Tôi nghĩ không cần biết nó là bự hay nhỏ, cá sấu là lúc nào nó cũng nguy hiểm hết trơn á. Theo những người dân sống chỗ này nói là họ thấy cá sấu ở ngay cái hồ này nè, cái hồ này là men mấy là người ta đào lên để để cho có nước này kia nó chảy ở trong cái khu nhà đó à, nhìn cho nó khu cool, mà đều có men mấy trong đều có có cá sấu nằm trong đó. Đây là cái bà này, bà chia sẻ cho xem, ở trong cái hồ ở đây thì bà chụp hình thấy con cá sấu. Theo bà ta cũng đưa ra báo cho cái người mà coi ở nguyên khu chỗ này biết về cái chuyện mà trong cái hồ này của họ có cá sấu. Nhưng mà kết cuộc, à, nói cho đã rồi cũng không có làm gì hết trơn á. Và hy vọng là cái người mà bị cắn đó, thì người đó được an toàn đâu ra đó. À, đây là tôi hy vọng là bà ta ok. À, tôi cầu nguyện cho bà. Và có lẽ là tới ngay bây giờ có cá sấu ở đây rồi, thì bây giờ phải nghĩ làm sao để làm um, giống như À, chặn lợi nguyên cái hồ ở đây bao vòng tròn lợi hay như thế nào chứ có cá sấu đó đây là nằm bên Florida nha mọi người cũng biết chuyện này nếu mà ai mà sống ở ngoài sau nhà mình có hồ bên Florida không cần biết là hồ đó men mây người tạo ra hay là cái hồ nước chảy hay là bất cứ cái gì Florida là cái xứ sở cá sấu còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngầm này, đây là của đài NBC News, báo cho biết. Bắt đầu từ ngày hôm qua, bà phó tổng thống Hoa Kỳ đã làm cho tới vào bữa thứ hai tuần này. Rồi vào bữa thứ ba sắp tới đây, bà ta đi từ ở bên đây đi tới Pittsburgh đi tới bên Philadelphia, cái chỗ mà tranh luận. Ngay bây giờ thì bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ đang tập dượt để mà tranh luận. Đó là bà coi lại tất cả chi tiết về hey, những cái gì, cái biệt gì sẽ tranh luận với ông Trump sắp tới. Và bà cũng coi có thể là ông Trump sẽ hỏi bà cái gì eh, của sắp tới đây thì bà cũng đang tập để mà trả lời. Tại vì ông Trump nó sẽ, ông ta sẽ nói túi xua cho nó sắp tới khi mà lên sân khấu tranh luận. Rồi bà ta sẽ đưa lại tấn công ông Trump bằng nói những cái chuyện gì xảy ra, cái record gì của ông ta. Tại vì đây là không phải là một cái tranh luận không, mà chỉ là tranh luận đầu tiên, kế tiếp nữa, sau này còn có nhiều tranh luận nữa. Giống như khi mà ông Trump sẽ dùng nhiều câu nói với bà, thì bà làm sao để bình tĩnh, giống như ông Trump sẽ chơi cái chiêu là tấn công cá nhân bà, kêu bà cái tên này hoặc là cái chữ kia, thì bả không có nên nóng giận bất cứ cái đó để mà bả trả lời và bả phải trả lời khôn khéo như thế nào tại vì ông trump thì mọi người cũng biết rồi từ trước tới bây giờ ông ta nhiều lúc nói nhiều cái chuyện nó không có sự thật cho lắm và giống như cũng nhìn thấy từ trước ông trump đã tranh luận với nhiều người mỗi khi ông ta tranh luận thì ông ta nói chuyện không có đúng sự thật chỉ nói chuyện đặt ra thôi chứ không có sự thật gì hết giống như chúng ta đã biết rõ ràng ông trump là ổng là như vậy dò rồi ông trump cũng có cái là không có lịch sự nữa khi mà người bên kia nói chuyện thì ông trump một ba là nhảy vô nói chuyện thôi cho nên trong lúc này về cái campaign của bà Kamala Harris là đưa ra cover đủ hết. Campaign của bà Kamala cũng đưa ra nói nếu mà ông Trump muốn làm cái trò như vậy thì bà cũng chơi giống y như chiều ông Trump luôn. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài đại hỏi ông J.D. Ben, ông J.D. Ben có mặt bên San Diego, đại hỏi như vậy. Nói về cái chuyện mà ông Trump trở thành đi thành tổng thống trên Hoa Kỳ lần thứ hai này, thì cái chương trình của ông đưa ra đó là chặn lại những cha mẹ, những phụ huynh với những đứa nhỏ mà những người di cư tới thì định chia ra thì định làm như thế nào ông? Ông Jerry Van, à, quan đã, con đã, để tôi nói như vậy cho mọi người biết chút. Khi mà của những cái đài mà nhà báo đưa lên nói về cái chuyện mà chia rẽ gia đình ra đó, khi mà những người di cư tới, nó là như vậy. Với tỷ như bất cứ một người nào mà bị bắt về bất cứ cái tội gì, thì gia đình họ cũng phải chia ra thôi với tỷ như một người nào nổ súng thì cũng bắt người đó chia ra rồi cái người đó nổ súng thì bị bắt vô tù thì cũng chia ra về gia đình của họ thôi cho nên như vậy thì rất là tồi tệ đúng vậy tồi tệ cho những trẻ em nhưng mà chúng ta phải bắt những cái người tội phạm khi mà bắt những người tội phạm thì mình phải đưa những người đó uh, ra đúng theo luật lệ đàng hoàng. Policies, Dưới cái quyền của bà Kamala Harris, 300, missing, chúng ta có ở khoảng chừng 300.000 trẻ em đang bị mất tích. À, có ở một số thì là dính dám tới tình dục rồi có một số thì bị buôn bán. Đó là cái nhóm mà của bên Mỹ, họ kho theo buôn bán, người đủ hết. À, khi mà một gia đình thật sự mà bị chia rẽ ra làm đôi, à, giống như chúng tôi đây không có phải đưa ra cái lực lệ giống như bà và là đưa ra lần rồi. Giống như bà không có chịu làm nhiều chuyện. Giống như bà làm cho cả trăm ngàn trẻ em bị mất tích. À, đây là trời đất, hãy chứng minh cho tôi, tôi đây là có ba đứa con. Tôi đây không có muốn suy nghĩ tới chuyện gì. À, giống như những cái chuyện mà đã xảy ra với mấy đứa nhỏ. À, nghĩ tới về cái chuyện mà những cái đám mà băng đảng cartel bắt cóc mấy đứa nhỏ à, lý do mà những mấy đứa nhỏ bị bắt cóc bị tình dục đó là tại vì bà Kem là Harris à, bà không có làm đúng những gì bà làm cho nên họ mới bị bắt cóc vậy thôi à, đối với bà nói về cái chuyện ông Donald Trump Nói là vì ông Trump mà gia đình mới chia năm sẻ bảy. Đây là ông Trump chỉ muốn là bảo vệ thôi, bảo vệ biên giới thôi. À, bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ vậy thôi. À, muốn xây lên những bức tường cao như vậy, đó là như vậy. À, hoặc là à, nếu mà không xây những bức tường như vậy thì làm cho nhiều những gia đình đã bị khốn khổ đủ ở chân đó về chuyện này. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày này. nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Ông Brad, ông ta biết rõ, ổng là cái người, là có người đang rình mò ổng mỗi ngày. Ông George, ông đi tới đâu thì ông Brad, ông là thống đốc ở bên Georgia, ông đi tới đâu đều có bảo vệ tới đó. Ông ta bị đe dọa trong cuộc sống, gia đình cũng bị đe dọa đủ hết. Ông Brad này là bị ông cựu tổng thống Donald Trump tấn công rất là nhiều lần. Và ông Trump cũng nói ông Brad là cái người không tốt như thế nào, không khá ra làm sao. Và ở bên cho trà, ổng làm không đúng như thế nào đó, đủ hết. Ông Trump nói, nói đây là ông Brad đó, là coi về phiếu bầu gì đó, những phiếu bầu mà người ta bầu thật sự như thế nào. Và tôi nhìn thấy người ta bầu có thật sự hay không nhưng mà theo cái ý nghĩ của tôi đây là ông trump phát biểu đó theo tôi nghĩ là họ muốn chúng ta bị thua cho nên mới như vậy ông brad và ông trump hai người căng thẳng với nhau kể từ hồi lúc trước mà cái cú điện thoại gọi nói chuyện với nhau sau khi cái tranh cử của năm 2020 là hồi lúc đó là bắt đầu kêu bằng gây cấn rồi cho tới ngay bây giờ. Ông Trump nói vào tháng 1 năm 2021, nói với ông Brad, tôi đây chỉ chỉ có muốn kiếm à, 11.000 780 phiếu bầu. Làm như vậy, nhiều hơn một chút xíu, vậy thôi. Ông Trump nói cho uh, của biết về chuyện này. Ông Trump kêu ông Brad là phải kiếm cho đủ phiếu bầu cho ổng để mà ổng có thể thắng được ở bên Georgia. Nhưng mà ông Brad đây, ổng không có chịu chấp nhận những gì mà ông Trump kêu phải làm. Ngay bây giờ, ông Brad đang sửa soạn cho về tranh cử ở bên cho trà của năm 2024. Tôi đây biết rõ phân nửa số người sẽ cảm thấy là không có cái gì chuyện này. nhưng mà người ta cũng phải cần nên biết rõ những gì mà đã làm hồi lúc trước là làm đúng đâu ra đó hoàn toàn còn trên đường đi tranh cử ông trump phát biểu nói với tỷ như mà chúng ta đây thua ở bên cho trà thì chúng ta sẽ thua hoàn toàn và đất nước của chúng ta sẽ đi xuống địa ngục ông Trump trong lúc này đang phan ra nhiều cái tin khác nhau. Có nhiều cái ông ta nói nó không có đúng sự thật. Giống như về cái chuyện mà phiếu bầu ở bên Georgia. Ông Trump cứ đưa ra phan cái tin đồn, nói lộn xộn, nguyên cả năm trời. giống như có nhiều người ủng hộ ông Trump thì nhảy lên trên social media, nói tỉnh well, nói là về ở bên cho trà, về tranh cử tổng thống Hoa Kỳ bên đó, cái system là cái như sai hoàn toàn. Đây là bà Chanel King. Bà ta là người trong đảng Cộng Hòa cũng coi về cái chuyện mà phiếu bầu. bà ta và những người đứng chung với bà thì ủng hộ ông Trump hoàn toàn. Ông Trump nói đây có một số người đang đấu tranh, đấu tranh cho cái sự đúng hoàn toàn, sự thật xảy ra. Đối với ông Brad, đây là một cái làm cho nhức đầu. Nhức đầu là tại vì ngay bây giờ nói về cái chuyện mà bầu cử ở bên cho trà thì theo những người ủng hộ của ông Trump, những người nằm trong đảng Cộng Hòa ở bên cho trà thì đưa ra cái chương trình nó trở thành như vậy. Đưa ra cái chương trình là phải chia như thế nào từ quận, từ gì, từ gì đủ hết. Ở đây là có 150 cái quận khác nhau. Thì bây giờ chia ra nói quận nào, quận nào, bầu làm sao thì mới tính. Đó có nghĩa là sẽ tính kiểu như vậy, làm cho chậm trễ về phiếu bầu hết trơn. Họ nói là những cái quận ở bên cho trà của những người trong đảng Cộng Hòa nói là phải cần phải cần kiểm soát từ chi tiết của cái quận, rồi sau khi đó thì mới đếm phiếu bầu của quận rồi, rồi lúc đó thì họ coi kỹ lại có có đúng hay không, rồi họ mới cho lên con số như thế nào như thế nào. Theo cái cô O’Changkin cổ nói, đây là chúng tôi đưa ra một cái chương trình mới tất cả những lực lệ của chúng tôi là làm đúng theo cái lực lệ theo ông brad nói cái kiểu mà họ làm như vậy không khác nào sẽ làm chậm trễ về phiếu bầu làm chậm trễ về phiếu bầu cho tất cả mọi người và cũng đưa ra cái câu hỏi ông ta về cái chuyện mà phiếu bầu mà tin tưởng như thế nào ra làm sao Hỏi ông, bây giờ ông thấy những người trong đảng Cộng Hòa ở bên đây, thì bây giờ họ muốn đưa ra cái luật lệ mới của về mà tranh cử, thì ông cảm thấy như thế nào? Well, ông Brad nói, đây là tôi nói rõ ràng với tất cả của về mà những người coi về tranh cử. Và đây là không có nên làm lộn xộn kéo thêm nữa, tại ngay bây giờ tranh cử nó cũng làm rất là lộn xộn rồi. vậy thì đài hỏi khi mà bây giờ đưa ra cho mỗi quận họ tính toán cái gì cái gì đó rồi mỗi quận họ tính với tỷ như họ nói ờ à, trong cái quận này người này hay là bầu cho ông trump nhiều hay là bà kem là hay nhiều thì nói có quận đó người nào thắng như vậy thôi chứ không có đếm phiếu làm như vậy thì ông cảm thấy như thế nào ông brad nói tất cả của cái quận là họ không có quyền đưa ra mà xen vô cái chuyện phiếu bầu. Họ chỉ có quyền là collect những cái phiếu bầu để đưa lên phía trên để cho người ta kiểm. Chứ không phải là quận một ba nói là người nào được thắng, người nào không được thắng cái gì chăng á. Trong cái lực lệ rõ ràng của trên Hoa Kỳ là về cái chuyện mà tranh cử có ghi rõ ràng. lực lại nói rõ ràng là sau khi cái ngày mà thứ hai mà cái ngày tranh cử vừa xong lúc đó là đưa lên cho phía trên để phía trên mới đưa ra coi về chuyện này còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay ngay bây giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi là sắp tới cái ngày mà tranh luận giữa ông Trump và bà à, Kamala Harris. Harris which... Ngày hôm nay, bà Kamala Harris đang có mặt ở bên Pittsburgh. Bà ta sẽ tập dợt về tranh luận nguyên tuần. Vice... Ông này đó là hồi lúc trước nằm trong đảng Cộng Hòa, thì ông cũng đưa ra nói là ủng hộ. President. Theo bà này báo cho biết ông Dick Cheney sẽ ủng hộ cho bà Kamala Harris. Đây là bà Liz Cheney, bà cũng đưa ra nói là ủng hộ cho bà Kamala Harris đó. Bà này hồi lúc trước là ủng hộ cho ông Trump, bà này nằm trong đảng Cộng hòa. Một trong những cái mà sẽ tranh luận sắp tới đây giữa ông Trump với bà Kamala đó là về crime xảy ra trên Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, ông Trump đứng phát biểu ở ngay cái chỗ mà của đa số những cái chỗ cảnh sát trên Hoa Kỳ là họ đứng chung ở chỗ này của mỗi năm họ đứng chung một cái hội thì ông Trump tới ngay cái hội chỗ này để phát biểu chỗ này là turn order cảnh sát ở đây nói là ủng hộ trong Trump Ông Trump đứng phát biểu nói bà Kamala Harris và nguyên cái nhóm mà lộn xộn xì ngầu ở bên kia họ là những người làm cho cái chuyện mà của những người dân và đấu tranh lợi cảnh sát um, họ là những người mà làm cho mà đấu lợi những người trên Hoa Kỳ họ là những người làm cho cái chuyện mà đột phát giữa cảnh sát và người dân ngày hôm nay cái campaign của bà Kamala Harris đưa ra cái thơ như vậy. Cái thơ này đó là có rất là nhiều những cái người mà cảnh sát đã ký tên vô trong đó. Những người cảnh sát này đưa ra nói là ủng hộ cho bà Kamala Harris. Và trong lúc này lại thêm một lần nữa về cái tranh luận về súng ống tải ra làm rung động hết trên Hoa Kỳ. Đó là về đi tranh cử sau khi trong tuần này về cái chuyện nổ súng thảm khốc xảy ra. Đó là nằm ở bên cho trà nổ súng bên đây. Ông j D. Vance, cái người mà đi tranh cử chung với ông Trump, ông Jerry Van kêu gọi là trường học phải làm thêm để bảo vệ cho học sinh. Ông Jerry Van đứng phát biểu nói như vậy. Theo bà Kamala Harris đưa ra nói về cái chuyện mà súng ống nổ xảy ra ở trong trường. Đó là bà Kamala Harris muốn là những người dân trên Hoa Kỳ về súng ống thì bị lấy đi chứ không có phải là bảo vệ trong trường không? Tôi đây không có thích chuyện như vậy. Tôi đây không có thích. Đây là chuyện sự thật ở trong cuộc sống của trên Hoa Kỳ. Giới tỷ như mà mọi người là một thằng khùng. Mọi người muốn trở thành nổi tiếng trên những nhà báo. Và mọi người cũng biết rõ là trong trường học, đó là dễ dàng để tấn công. Chúng ta chỉ cần đó là bảo vệ trường học, làm chắc chắn thêm là được rồi. Về cái campaign của bà Kamala Harris đưa ra nói viết ở trên social media vậy. Yeah, bà ta nói về cái chuyện mà trường học ở trên Hoa Kỳ bị nổ súng ở trong trường. Đó là không có phải là cái bình thường của trong cuộc sống của những người dân trên Hoa Kỳ. Chúng ta không có cần để cho nó trở thành như vậy xảy ra. Sau khi đó, ông Van, ông giết ngược trở lại như vậy. Đáng lẽ là bà ta phải chịu trách nhiệm những gì mà bà ta đã làm thất bại. Không ngờ bà ta lại đi nói láo những gì tôi nói. There we go. Đó là của đài báo cho biết nha. Lộn xộn giữa hai bên đó. Ok, rồi tới đây là Andy phải ngừng. Take care. Bye bye.